Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Thị Kim Thanh, 35 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ năm 2008 đến năm 2009, Thanh có mở một nhóm giữ trẻ tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Chưa đầy một năm, Thanh phải dời địa điểm nhóm trẻ nên phát sinh nhiều chi phí. Đầu năm 2020, qua giới thiệu, Thanh đến vay tiền của một phụ nữ trên địa bàn với lãi suất 6% một tháng. Để tạo niềm tin và thuận lợi cho việc vay tiền, Thanh đã lên mạng Internet đặt hàng một thanh niên không rõ lai lịch làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Thanh tại khu dân cư Làng Cá để khiến người phụ nữ này tin tưởng và cho vay hơn 400 triệu đồng. Thanh tiếp tục đặt làm 7 sổ đỏ giả khác để đi vay tiền nhiều người. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Thanh đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1 tỷ 390 triệu đồng của các bị hại. Vụ việc vẫn đang được Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra mở rộng.